Tôi muốn múa khúc nhị côn đấy. Đang bắt trước bác làm múa khúc nhị côn. Ta đi ngủ rồi vứt tóc mai luôn chứ. Anh đã quay đây rồi. Đến giờ. Em cũng vứt ngược hay là em đẹp. Chẳng qua là lúc sấy cơ thì sấy bồng đi luôn. Anh em để mình thấy mình vứt quả quả mai chém được không? Quay em nào, sai dở ơi. Sai dở. Ông bố ông làm gì ông cứ đi quay nhà. Gì? Ông bố ông cứ đi quay nhà. Giờ mày sấy. Anh cái đầu tay nào? Anh cái đầu tay nào? Đó là xù. Tại hố. Đấy, chẳng qua nó cắt không đều thì chỗ này của anh phải vuốt. Đấy, đấy, cắt ra đây. Đúng chưa? Mò mò ơi. Thấy chưa? Trông nó sáng không? Đúng không? Đấy, không phải như thế. À xù. Còn thích cái bắn tí ngô nữa. Vuốt chiều ra lên chưa? Sao là máy sấy vuốt lên nữa. Vuốt lên, vuốt lên. Thế nhưng mà sao làm lấy cái nịt ngủ lên này. Ok, cảm ơn bạn làm được tặng quà nhé, đừng làm anh Toại. Được rồi, muốn được hơn. Được rồi. Cảm ơn em trai Tuấn Hùng nhá. Hello em trai Tuấn Hùng nhá. Đặt quà đây, đây kịch đây. Được không mọi người? Cái này nhìn nó được không? Trông nghĩa nó kiểu là dân chơi lửa mùa ấy nhỉ. Môi, môi cực chém. Không biết là khi nào được cưới mọi người ạ. Nói chung là dịch dã này không thể là biết trước đây gì. Cảm ơn Thỏ Mai nhé, cảm ơn Bon Bún nhé. Pika. Em sợ em mua về bầu vũ giả về em sợ anh tiền anh bị tranh bạn đấy thật. Hàng thật đâu mà trên thì thôi. Ok